Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều 25 tháng 1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam hiện có trên 700 đoàn viên công nhân, người lao động. Với hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ rán, ván ép, gỗ lát sàn, tủ bếp, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu. Năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty đã nỗ lực duy trì ổn định sản xuất và thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đồng thời chăm lo đảm bảo chế độ cho người lao động. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã trao tặng 75 xuất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và ở xa. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa thể hiện sự quan tâm động viên của các tổ chức công đoàn giúp người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đón Tết đầm ấm, vui tươi.